Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mường Ảng đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ đã vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo, chất lượng cuộc sống của người dân dần được nâng lên. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng đã xây dựng được 16 chương trình tín dụng chính sách, vận động linh hoạt các nguồn vốn huy động để bố trí đủ vốn cho các nhu cầu vay. Để đồng vốn đến giải ngân đạt hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu Chiến Binh, xây dựng hợp đồng ủy thác, triển khai rà soát, xác định đối tượng để cho vay vốn. Từ đó đã hình thành mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn từng bản, tổ dân phố. Đưa vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận dễ dàng vốn vay. Hiện tổng dư nợ cho vay ủy thác tại các hội đoàn thể đạt trên 300 tỷ đồng. Không chỉ đơn thuần là giải ngân cho vay, thu nợ, để đồng hành cùng người dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn xây dựng chương trình phát huy vốn vay bằng cách phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, tham gia tư vấn, phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tìm mô hình làm ăn phù hợp để bà con học tập, áp dụng. Từ đó, hiệu quả nguồn vốn vay được phát huy, nâng cao thu nhập, tạo thêm việc làm cho người dân, đồng vốn sau khi giải ngân được sử dụng đúng mục đích. Sau khi được trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Điện Biên phân giao nguồn vốn đến cấp huyện, để phòng giao dịch cũng đã tham mưu cho trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện có quyết định phân giao vốn đến các xã. Sau khi các xã thì triển khai phân giao nguồn vốn đến thôn bản thì có yêu cầu về các tổ chức hội là phải đi bình xét cho vay, rồi dự họp đối với các tổ thôn bản khi mà vay vốn. Cái đồng vốn đấy thì sau khi mà thực hiện cho vay xong thì các hội đoàn thể rồi cùng các tổ trưởng phải tiến hành kiểm tra sau 30 ngày. Đến thời điểm này thì Ngân hàng Chính sách, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách huyện Mường Ảng cũng đã đạt được trên 300 tỷ. Cái nguồn vốn mà các hội đoàn thể nhận ủy thác đến thời điểm này thì cũng theo cái quy chế của ngành thì các hội đoàn thể của huyện rồi từ hội đoàn thể của xã cũng hàng năm là cũng đã lập cái kế hoạch kiểm tra theo tổ chức hội ngành dọc, cũng kiểm tra đến cái thời điểm này thì các hội đoàn thể cũng đã kiểm tra đến 100% các xã. Gia đình anh Quảng Văn Thắng, bản Ban, xã Mường Đăng, được vay 30 triệu đồng từ vốn ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ nguồn vốn đó, gia đình anh đầu tư chăn nuôi lợn và gia cầm. Với hai lứa lợn, mỗi lứa trên 20 con, gia đình anh Thắng thu lãi gần 50 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn mở dịch vụ máy xay sát và bán tạp hóa nhỏ. Nhờ đó đến nay, kinh tế của gia đình anh Thắng ngày càng ổn định, thoát nghèo bền vững. Tôi là được vay bên vốn ngân hàng chính sách để tôi mang về trang trải về cho gia đình, thì tôi là nuôi gia súc gia cầm và sau nhiều năm thì cũng tích lũy được để trả được cái vốn vay cho ngân hàng. Cũng được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện từ năm 2009. Gia đình anh Vừa A Lồng ở bản Hồi Lướng, xã Nậm Lịch đã đầu tư nuôi bò và dê. Nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích, cùng với sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đàn vật nuôi phát triển ổn định. Đến nay, gia đình anh Lồng đã có đàn trâu, bò trên 20 con, đàn dê trên 30 con. Có vốn, gia đình anh Lồng còn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, gà. Mô hình chăn nuôi đã mang lại thu nhập cho gia đình anh gần 200 triệu đồng mỗi năm. Trước kia thì tôi ở bản thì cũng là vay được cái vốn đấy để phát triển mua bò và mua dê, mua lợn để nuôi. Nhưng mà trong thời gian nuôi thì có thể chăm sóc tốt và duy trì cái chăm sóc nó phát triển thì mới tốt. Còn này nếu mà không mang về, ai mang về mua nuôi, không chăm sóc tốt thì có thể xế là
ảnh hưởng đến rủi ro, bị dịch bệnh thì nó sẽ bị chết đi. Nhưng mà trong thời gian gia đình tôi vay thì cũng vay 30 triệu về mua trong mua bò mua dê để nuôi. Nhưng mà trong thời gian cũng duy trì tốt thì cũng phát triển tốt, cũng không có dịch bệnh xảy ra. Thì cả con dê, cả con lợn, con bò. Xong bây giờ tôi cũng trả số tiền vay ngân hàng kia cũng gần hết rồi. Còn một số để tích lũy để cho gia đình để sinh hoạt. Đến nay, hầu hết các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở trên địa bàn huyện Mường Ảng đều phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận tay người dân. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Các xã luôn chỉ đạo các tổ chức hội nhận ủy thác, xây dựng kế hoạch cụ thể, từ đó phân công cho cán bộ phụ trách địa bàn thực hiện việc kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn ở từng hộ gia đình. Thông qua đó, không những giúp các hộ gia đình được vay vốn có phương án làm ăn hiệu quả, mà chính quyền địa phương có điều kiện đánh giá hiệu quả sử dụng đồng vốn, cũng như đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đối với xã Nậm Lịch là một trong xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thì trong năm qua, thì ngoài các cái chương trình 30A-135, chương trình nông thôn mới, thì cái việc phân bổ cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách về các xã, thì đối với xã Nậm Lịch thì trong năm qua đã sử dụng cái nguồn vốn này để cho các đối tượng vay theo đảm bảo theo quy định. Thì việc sử dụng các cái nguồn vốn này thì cơ bản là các hộ gia đình cũng đã sử dụng để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đối với xã Nậm Lịch thì năm 2019 thì tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống, là một trong những nguyên nhân để giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, thì là trong đó là có việc mà sử dụng nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội của huyện. Trong cái thời gian tới, để cái đồng vốn này mà không phát sinh nợ quá hạn, không phát sinh lãi tồn, mà cái khi mà nợ đến hạn thì các hộ vay là trả đúng hạn, thì trước mắt đầu tiên là cái việc công tác tuyên truyền của các tổ chức hội từ cấp huyện cho đến cấp xã, là phải tuyên truyền đến bà con nhân dân là hiểu được cái chế độ nguồn vốn chính sách của nhà nước cũng như của ngân hàng chính sách. Thứ hai là phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, và cái ba nữa là cái khi mà bình xét cho vay phải công khai dân chủ và đúng đối tượng. Bằng các giải pháp hiệu quả và thiết thực, nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng đã được người dân đầu tư đúng hướng, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Ảng Cang có sức lan tỏa rộng khắp. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Hội Nông dân xã Ảng Cang hiện có 18 chi hội với trên 1.000 hộ có hội viên. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã đã có nhiều biện pháp, cách làm hay nhằm giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo. Tổ chức hội đã đứng ra tín chấp với ngân hàng để giúp hội viên vay gần 16 tỷ đồng với trên 440 hộ nông dân được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cây trồng, vật nuôi mới, xây dựng mô hình trình diễn cũng được hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thường xuyên để nâng cao khả năng, trình độ sản xuất cho hội viên và đông đảo nông dân. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của hội, nhiều hội viên nông dân đã ra sức tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình phát triển kinh tế với những giống cây trồng mới, vật nuôi mới đang được các hộ nông dân ứng dụng, thực hiện ngày càng nhiều. Đời sống vật chất của hội viên cũng không ngừng được cải thiện. Để phát triển cho hội viên hội nông dân phát triển kinh tế, chúng tôi đã phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của huyện để mở lớp tập huấn cho hội viên hội nông dân về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hội viên. Thế thì về vốn thì chúng tôi đã phối hợp với ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn để đầu tư. Nữa thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đại hội nông dân huyện để cũng tạo điều kiện cho các hộ dân để vay cái vốn từ quỹ hỗ trợ của hội nông dân, để cũng nhằm góp phần tạo nguồn vốn cho hội viên
hội nông dân để phát triển, mở rộng cái mô hình sản xuất chăn nuôi. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đã cho tổ chức cho các hội viên hội nông dân đi tham quan học hỏi mô hình từ các xã, các huyện bạn để áp dụng vào cái mô hình tại địa phương. Điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của hội nông dân xã Ảng Cang có gia đình anh Lò Văn Tiên ở bản Hồi Sứa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, từ khi lập gia đình đến nay, anh Tiên không rời bỏ nghề nông, là lao động chính trong gia đình. Anh Tiên luôn suy nghĩ, tìm hướng đi mới phát triển kinh tế, làm thế nào để thoát khỏi cảnh khó khăn, vươn lên làm giàu. Ngoài sự giúp đỡ của hội nông dân xã, anh đã đổi mới cách làm ăn, tận dụng đất vườn rộng. Anh Tiên đầu tư xây dựng chuồng trại, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà và đào ao thả cá. Cách làm mới mà gia đình anh Tiên áp dụng là trồng cỏ và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp nuôi nhốt trâu, bò. Đây cũng là cách làm mới đối với bà con xã Ảng Cang nói riêng và huyện Mường Ảng nói chung. Đến nay, gia đình anh Tiên duy trì trên 10 con trâu, bò, vừa cung ứng trâu bò thịt ra thị trường, vừa bán con giống cho bà con trong bản, trong xã. Mô hình kinh tế của gia đình anh Tiên cho thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm. Bản thân tôi thì xuất thân là làm nông nghiệp nên là nhờ được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như nhờ được tiếp cận nguồn vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật từ các lớp tập huấn của địa bàn. Hơn nữa thì cùng với lợi thế của gia đình thì có đất vườn rộng nên thì gia đình tôi đã áp dụng vào phát triển kinh tế. Thì từ đó đến nay thì gia đình tôi đã vươn lên xóa đói, xóa được đói, giảm được nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Gia đình anh Lò Văn Tiên thì hiện tại thì làm mô hình trang trại thì cũng phát triển. So với hộ dân trong bản hồi xưa ấy thì gia đình anh cũng nhiệt tình, đấy, cần cù và cố gắng làm ăn phát triển kinh tế rồi. Đấy, thì năm này thì sang năm kia cũng là ổn định kinh tế cho gia đình. Gia đình ông Quang Văn Păng, bản Giảng cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình chăn nuôi trâu bò lợn kết hợp trồng rau màu. Từ được hỗ trợ vốn vay của hội nông dân cùng với sự cần cù chịu khó của người nông dân, đến nay với gần 1 ha đất, gia đình ông Păng đã trồng rau màu, bán ra thị trường. Ngoài ra, gia đình ông duy trì nuôi trên 10 con trâu bò và trên 20 con lợn. Thu nhập từ các khoản mỗi năm, gia đình ông thu lãi trên 100 triệu đồng. Rằng bản thân tôi thì cùng gia đình qua là chủ trương cấp trên chỉ đạo tập huấn về cây trồng vật nuôi, qua hỏi kinh nghiệm đi khắp nhiều nơi về kỹ thuật trồng rau màu các loại thì tôi đã thực hiện theo quy trình của cấp trên, để đến nay là tôi đã thực hiện được theo quy trình gia đình thì đã trưởng thành là có hiệu quả. Ngoài hai mô hình kinh tế của gia đình anh Tiên và ông Păng, hiện hội nông dân xã Ảng Cang còn có 30 mô hình làm kinh tế giỏi các cấp. Bên cạnh đó, cũng còn rất nhiều gia đình hội viên còn gặp khó khăn. Thời gian tới, để giúp hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, hội nông dân xã tiếp tục vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nội dung chương trình hành động gắn với các phong trào, nhiệm vụ lớn như nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.